xin kính chào quý vị và các bạn. Cơn bão Coinu ở vùng biển Philippines hiện đang giữ cường độ rất mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo 1 đến 2 ngày tới, bão sẽ đi vào Biển Đông. Cường độ sẽ giảm còn cấp 12 và giật cấp 15. Sau đó, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông đêm nay sẽ có gió mạnh là cấp 6, cấp 7. Từ đêm mai, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Còn ngoài khơi, quanh hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, nằm xa hoàn lưu của bão nên trời ít mưa, gió ở đây không quá cấp 5, tầm nhìn xa là trên 10 km. Còn trên đất liền, giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Coinu vẫn đang là hình thế gây mưa cho khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Ngay trong chiều nay thì mây ẩm cũng đã phát triển ở quanh vị trí của rãnh và chút mưa xuống. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì mưa dông vẫn xảy ra ở khu vực từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Trong đó, một số nơi sẽ có mưa rất to với lượng là trên 70mm. Thời gian mưa nhiều tập trung từ chiều cho đến tối. Mưa cũng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ trong buổi chiều mai. Cảnh báo có thể xuất hiện những điểm mưa vừa và mưa to. Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng ngập úng ở khu vực trũng thấp, trong đó cần đề phòng với dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Trái lại ở miền Bắc thì ngày mai, thời tiết vẫn ổn định là nắng nhiều, buổi trưa khá nóng với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác phổ biến trong khoảng là từ 32 đến 34 độ, riêng với Hòa Bình nắng nóng 35 độ. Và cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.